nhiều hàng đẹp quá anh nhỉ. Cái này của anh Hùng à? Của anh. Đây, bao tiền đây anh? Con này là 10 triệu. 10 triệu. Đấy. Số 10 đây này, chỗ này. Đang làm lông. Số 10. À, rồi giá ghi ở chậu. Hàng triển lãm đấy. Giá ghi ở chậu. Số 10 luôn rồi. Giá ghi ở chậu luôn. Bắt luôn, không phải anh quay. À. Đây, quay cho anh em bắt. À. Quay cho anh em bắt. Quay cho anh em bắt. Quay thì à? Anh em enter. Tiền đâu mà cứ bắt thế, chết anh. Nếu mà có tiền thì chắc mua cả chợ. Đấy, nhiều ở đây nhiều cục cục phết. 10 triệu. 10 triệu thì cũng ổn phết nha. Anh vặt xong quay. Đấy, cứ vặt đi anh nhá. Tí nữa để nhìn cái nhìn lành lặn nha. Hơi dạ. Vâng. Út rút tí rồi nè. Xem nào. Đấy, đây là của Trung à. Không sang bên kia anh Hùng? Không. Cộng làng. Đấy. À, xin nào, có phải con này đóng không? Ừ, đóng thêm vào. Đấy, đóng thêm vào. Đấy, con này về chăn nuôi cũng được, nhưng mà kiếp cái ngọn. Ngọn bắn phát từ đây ra thì ok. Chúng em đây này đóng thêm vào rồi. Có vẻ là như thế. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, còn ông này đây. Si đây. Dính tay. Cái tay kia mà nó mọc từ cái chỗ cái vết vết miệng này thì là ngon. Nhìn thì ghê đấy nhưng mà đầu đầu vâng cho bọn nó đi học giờ mới ra được. Ngày xưa nhìn thế này là vô đấy, bây giờ nhìn đau đầu đấy. Dành cho các bác mới chơi hoặc là có ý tưởng thì đấy. Đây này kê của cái đêm này. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Xem nào, kê thế nào? Cây nó đi cây hơn. Rồi, này nó bằng cái này. Để bằng đúng không? Để thế nó tư quá. Đấy, cái kia đi. Đấy, cái này đi đã. Cho nó cân cây đi đã. Xong về ai người ta tìm, đúng không? Cân cây. Để cái nó đâu nó không về người ta tự đi sao? Nó cây. Còn ra tí lộc cái sướng. Quái ừ. Ra tí lộc cái nó mới máu. Quái là cái nó bật được cái cúp đỏ lên nó sướng lắm. Cây để mình tỉa nó. Thân là ổn rồi. Thân là ổn. Hơi hiêu cao cổ. Cúp đỏ nhá. Vâng. Cúp đỏ xịn đấy. Hơi hiêu cao cổ. Bảo lãnh luôn. Không đỏ không lấy tiền. Bảo hành. Hả? À? À nổ to quá, ông thức cái gì? Ông thức cái gì? Không nhìn thấy kịp. Đống thức mang về rồi gì? Hàng hàng bật lửa. Đây con này cho chồng chữ nhật kìa. Được, ông nào ông nào chơi cái này thì chỗ này có chân không đâu, chỗ này không có chân, vui quá, sạch sẽ. Cái này đi sạch sạch,
ổi này. Oh, một cặp si này giống nhau. Quên nhỉ, anh Hùng nổ số đây nhỉ. Anh em 0986 986 840535 840535. Rồi, ok. Si. Đây còn cây gì nữa không? Cắt hết lá. Lát cho nó bật. Đấy. Đã khoái cho lá. Một cặp. Đó này nhìn chán chả thấy cái gì. Sớm đây. Đấy, xem là có cây nào vào việc được không à? Vào việc. Ôi, mai có bỏ lá đi em thấy. Sướng luôn, mình làm bỏ lá. Đấy, vào việc con này mang Long Biên chưa? Trắng. Nhưng nhiều quả nha. Món này trắng trắng nhiều quả. Cây của ông nào đây không biết. Đấy, vẫn có vài đấy. Cắt giật như này là ổn. Cây của anh vừa là cây nào đấy? Cái không phải đây à? Đây là của anh ba rồi. Bao đá sao đéo gì? Quay đi cứ từ đấy đi. Bao giá? Bao giá? Em biết rồi, tiền ba rồi. Bao giá? Bao giá? Đây, đây là cây của ông nào không biết? Đây của ông Nhạn bên này à? Nhạn đây, đây bên này à? Tất tất cho này à? Chứ cây này bao tiền? 15 triệu. 15 à? Cây này? Cây 15 triệu. Cũng 15, cây này? Súng cây này 10 triệu. 10 triệu súng. Còn đây. Đấy, tất cả đấy. Đây nhiều cây nhỉ? Hôm trước cô bác gì bác bảo lấy của chú một cây giống giống cái này này. Rồi á. Cây thường thường. Đấy. Bán về hôm qua điện vào khen người thích thích rồi. Đẹp quá anh ơi. Đấy, em được đẹp quá anh ơi. Cháu bảo làm thế nào? Ơ bảo cái này quay bỏ 6 triệu mà. Để cho nó 3 triệu dễ. Rồi. Thế thì lấy ngay, lấy bộ. Lấy bộ này. Cây này chắc cũng 3 triệu rưỡi. Nè. Cây hắn thích. Còn cây này? Cây đã được 15 triệu. Ơ tưởng cây này phân không lấy nhỉ? Đúng rồi. Tưởng phân không lấy cái này rồi. Chưa. Móng. Đợt này ông đi săn được nhiều cây đấy nhỉ? Chưa phải báo giá đây. Báo giá đây. Quay đi, quay đi. Nào? Đó ngại nuôi lắm. Ngại nuôi lắm. Có gì mà nuôi? Lò mò người. À mình tay cứ đủ thằng làm gì đâu. Đủ. Đấy. Xin quê. Đây chính là con này nuôi hay này. Con này tay cút nó hòm hòm mà. Không nghĩ được. Đây này, cây này nuôi được này. Già cây này. Già cây, về trồng lại tí. Chậu này cũng lạ. Đấy. Hay đẹp thật. Đẹp, bác sĩ đẹp này. Đâu không? Đây này. Ôi giời, yêu cao cổ. Yêu cao cổ.
cháu mày không ra thì con si kia sáng nay tao bổ trượt đâu nó lên ra mà nhìn một tí thôi một giây thế nào kia khi à đi xe kia về tí bật lửa đấy nhìn chưa nhìn thấy rồi còn được cái này thì cháu lại không chơi này cháu chơi kỹ lắm không chơi cái này à sai đấy đó tôi cũng nha. Nói chung là mình giờ chơi càng ngày càng kỹ rồi, kể cả phôi. Nên là nhiều khi là những cái hàng cũng khá đấy, nhưng mà chắc là để dành cho các bác khác. Rồi, ok. Đã xong một mảng. Chỗ này cũng nhiều hàng cục, nhìn có vẻ bắt mắt đấy, công nhận bắt mắt đấy. Nhưng mà mình chuyển đối tượng rồi, để dành cho các bác khác.